Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 10 tháng 2, chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về tên lửa hành trình VCM-01 mà tập đoàn Viettel đang phát triển cho các đơn vị chiến đấu. Trước khi vào đề, có đôi lời muốn chia sẻ một chút với ý kiến của một số anh em cho rằng tại sao cứ làm đi làm lại một loại vũ khí, câu view câu like à? Tôi phải chia sẻ như thế này, khi đưa tin về tình hình trang bị vũ khí quân đội ta cũng như trên thế giới thì sẽ có những thay đổi biến động theo từng năm. Thay đổi ở đây là gì? Đó là số lượng, đó là tính năng, tình hình trang bị cho các đơn vị. Tính năng ở đây, các loại vũ khí đều ẩn chứa tiềm năng nâng cấp lớn. Có thể năm này làm cái này, năm sau làm cái kia, chuyện này rất bình thường. Với các dự án vũ khí mới, nhất là tại Việt Nam, thông tin được tiết lộ chủ yếu mang tính chất vô tình, thoáng qua, hiếm khi có sự công bố một cách đầy đủ và trọn vẹn. Điển hình, phải khẳng định rằng cho tới giờ phút này, quân đội ta còn chưa bao giờ lên tiếng xác nhận sự tồn tại của VCM-01. Tôi khẳng định luôn là chưa bao giờ. VCM-01 chỉ được vô tình xuất hiện trong bản tin trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam cách đây mấy năm trước. Và theo tôi biết, sau vụ vô tình đó, một số đồng chí cũng chịu sự khiển trách và kỷ luật. Không phải hành động vô tình nào cũng được cho qua đâu ạ. Thế nên, không chỉ năm trước, năm nay, mà nhiều năm nữa, kể cả khi quân đội ta xác nhận sự tồn tại của VCM-01, thì đó cũng sẽ trở thành một bản tin mới. Tôi hỏi các bạn, tới giờ phút này, căn cứ vào các bản tin của kênh đưa, các bạn đã biết hết về VCM-01 chưa? Nó được phát triển từ năm nào, bắn thử ngày bao nhiêu lần thử rồi, tính năng kỹ thuật ra sao, tình hình trang bị như thế nào? Ai trả lời giúp tôi còn nhiều câu hỏi lắm. Thế nên, khi tôi biết thêm cái gì đó, lập tức tôi sẽ thông báo tin vui với các bạn qua nhiều bản tin và sẽ còn nhiều hơn nữa. Do đó, nếu gặp ai, bảo tôi cứ làm đi làm lại câu view một cách rẻ tiền, vui lòng giải thích dùm họ. Xin cảm ơn. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, thông tin về dự án VCM-01 cho tới giờ phút này vẫn chưa có gì thêm. Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, dự án VCM-01 đang nhận được nhiều sự quan tâm, và nhất là từ nước Nga. Mới đây, hãng tin Sputnik của Nga đã có bài bình luận hỏi ý kiến chuyên gia quân sự Nga về tên lửa hành trình của Việt Nam. Chúng tôi sẽ đăng tải lại nguyên văn bài viết này. Hãy cùng nghe xem người Nga nói gì về dự án tên lửa hành trình nội địa của Việt Nam đang cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Moscow tại chính đất nước Việt Nam. Việt Nam đang ngày càng tự lực dựa vào tiềm lực của chính mình để đảm bảo khả năng phòng thủ. Cho đến nay, đó là thông qua việc mua giấy phép sản xuất các hệ thống vũ khí nước ngoài và dần dần nội địa hóa tại các cơ sở trong nước. Đây là con đường đã được chứng minh là đứng đắn. Việt Nam là một quốc gia có biển, việc bảo vệ bờ biển dài là một trong những nhiệm vụ chính. Khoảng 2 năm trước, có thông tin nói về việc lắp ráp tên lửa hành trình chống hạm VCM-01 phiên bản Việt Nam từ tên lửa KH-35UE của Nga đã bắt đầu tại nhà máy Z-189 ở Hải Phòng. Trong danh mục của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboron Export, KH-35UE được định vị là tên lửa chống hạm chiến thuật tầm xa độ chính xác cao với hiệu ứng tàng hình và có đường bay thay đổi để vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại của đối phương. Được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến, tàu vận tải, đơn lẻ và theo nhóm, hệ thống dẫn đường tên lửa tích hợp nhiều thành phần bao gồm quán tính, vệ tinh, radar chủ động, thụ động. KH-35UE đạt tầm phóng 260 km, trọng lượng phóng 550 cân, đầu đạn nặng 145 cân. Tên lửa có tốc độ cận âm Mach 0.85, tương đương với 1.019 km/h, độ cao bay từ 200 đến 10.000 m. KH-35UE có thể được trang bị cho hệ thống tên lửa Urane, hệ thống cơ động ven biển 3E và Zuzbek-ME, cũng như trên máy bay chiến đấu và trực thăng. Khó có thể nói tên lửa Việt Nam duy trì được các đặc tính hoạt động so với nguyên bản đến mức nào, chắc là đúng. Thông tin từ các nguồn mở cho biết, việc nội địa hóa đã làm thay đổi, đặc biệt là thiết bị điện tử bên trong. Các thành phần cho VCM-01 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cung cấp. Mới đây, tờ Roskaya Gazeta đưa tin về các cuộc thử nghiệm bệ phóng tên lửa chống hạm VCM-01 của Việt Nam. Nó khác với 3E của Nga ở chỗ, đạt trên khung gầm nhẹ hơn, KMZ-6x6 thay vì MZKT-8x8 và tải trọng nhỏ hơn, 4 ống thay vì 8 ống phóng. Lợi thế khách quan của vũ khí Việt Nam có thể là thời gian triển khai nhanh hơn và mức độ cơ động cao hơn, cơ động như du kích, khai hỏa và nhanh chóng rời khỏi vị trí. Bình luận với Sputnik, chuyên gia quân sự Vladimir Kanozov đã lưu ý rằng đây là xu hướng toàn cầu, các quốc gia trước đây chưa có các hệ thống vũ khí phức tạp và họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó của riêng mình. Đối với Việt Nam, đã được trang bị các tổ hợp 3E của Nga với tên lửa KH-35UE, việc phát triển vũ khí nội địa dựa trên hệ thống tương tự của nước ngoài là việc hợp lý. Tôi không nghĩ tên lửa chống hạm VCM-01 của Việt Nam được sửa đổi nhiều so với nguyên mẫu về thiết kế, như thường nói là về phần cứng. Về phần mềm, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, xây dựng hệ thống phóng của riêng mình cũng có ý nghĩa. Bằng cách chế tạo bệ phóng trên khung gầm hạng nhẹ,
phía Việt Nam có thêm cơ hội ứng phó linh hoạt hơn với các mối đe dọa từ biển. Nếu bước đầu tiên của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tạo ra vũ khí phòng thủ ven biển thành công và các công việc được tiếp tục, thì chúng ta chỉ có thể vui mừng cho Việt Nam. Họ đi theo con đường tương tự mà Ấn Độ đã thực hiện với tên lửa BrahMos. Đồng thời, chuyên gia lưu ý việc nội địa hóa sản xuất vũ khí của Việt Nam theo mẫu của Nga là phù hợp với chính nước Nga. Thế giới hoạt động theo cách cần tính đến các lợi ích của khách hàng, đặc biệt là trong một lĩnh vực như hợp tác quân sự kỹ thuật. Việc hệ thống chống hạm của Việt Nam dựa trên phát triển của Nga là một điểm cộng rất lớn cho chúng ta. Thị trường tên lửa chống hạm trên thế giới khá rộng lớn, được cung cấp từ nhiều quốc gia khác nhau. Và trong trường hợp này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thêm cơ hội cung cấp linh kiện, hỗ trợ công nghệ cho các đồng nghiệp Việt Nam. Kết luận, điều này có lợi cho cả Nga và Việt Nam về việc phát triển khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng. Vladimir Kanozov kết luận. Hết đoạn trích bài báo về VCM01 đăng tải trên Sputnik. Nghe xong toàn văn bài báo của Sputnik, các bạn có nhận thấy điểm gì không? Còn chúng tôi thấy 3 vấn đề lớn từ bài báo này, bao gồm những dấu hỏi và những nhầm lẫn. Đầu tiên, xem ra báo chí Nga vẫn vin vào thông tin cách đây độ 5 đến 7 năm về việc Việt Nam mua dây chuyền chế tạo tên lửa KH-35. Dù vậy, cho tới thời điểm này, có thể khẳng định việc ký kết đã không diễn ra. Đi đầu là tập đoàn Viettel đang tự lực nghiên cứu phát triển VCM01 với các thành phần tự nội địa hóa hoàn chỉnh. Tại sao tôi lại cho là như vậy? Đó là bởi nếu chúng ta nhập khẩu dây chuyền của Nga, vậy hà cớ gì mà ta phải đi mua công nghệ động cơ turbofan từ Hàn Quốc hay Ukraine? Đã là chuyển giao công nghệ, bản quyền chế tạo thì bên bán sẽ phải trao toàn bộ mọi thứ chứ. Do đó, xem ra người Nga vẫn chưa thực sự tin vào việc Việt Nam tự phát triển và sản xuất VCM01. Thứ hai, cánh báo chí và chuyên gia Nga vẫn đang quả quyết rằng tên lửa VCM01 là phiên bản từ tên lửa hành trình KH-35UE của Nga. Lưu ý nhé, hiện nay trên các tàu chiến của Hải quân Việt Nam chủ yếu sử dụng phiên bản tên lửa hành trình KH-35E với tầm bắn 130 km. Trong khi đó, KH-35UE là phiên bản nâng cấp, tăng tầm bắn lên gấp đôi cỡ 260 km, tăng gấp đôi trần bay tối đa lên 10.000 m. Đầu tự dẫn chủ động của KH-35UE cũng tăng tầm phát hiện và khóa mục tiêu lên 50 km so với 20 km của KH-35E. Ngoài ra, tên lửa được cải tiến sâu với các hệ thống định vị kháng nhiễu trong khi kích cỡ tương đương. Vấn đề nằm ở chỗ báo chí Nga không thể chỉ ra được họ căn cứ vào đâu cho rằng VCM01 là phiên bản của KH-35UE khi mà Việt Nam không có trong trang bị mẫu đạn cải tiến này. Tất nhiên, về mặt hình dạng thì hai loại tên lửa tương đối giống nhau, nhưng khó mà khẳng định các thành phần bên trong của chúng tương đương nhau, rất là khó. Vấn đề thứ ba, chuyên gia Vladimir Kanozov dường như đang có sự nhầm lẫn về tình hình trang bị lực lượng phòng thủ bờ biển Việt Nam. Phải khẳng định rằng Việt Nam chưa bao giờ nhập khẩu tổ hợp tên lửa B-3E kèm tên lửa KH-35UE. Cho những ai cần tìm hiểu, 3E là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa bờ biển 3, được phát triển để tung các đòn đánh bất ngờ, tiêu diệt không chỉ chiến hạm hạng nặng mà cả hạm đội đối phương trong tầm bắn. Lực lượng phòng thủ bờ biển Nga hiện kết hợp 3E có tầm bắn 300 km với tổ hợp tên lửa 3 sừng P có tầm bắn 800 km và tổ hợp pháo tự hành Berek-E có tầm bắn dưới 100 km. Trong thế trận liên hoàn đó, các tổ hợp 3 sừng P với khả năng hoạt động độc lập cao, radar và hệ thống cảnh giới mạnh mẽ hoàn toàn có thể phát hiện ra mục tiêu và cảnh báo sớm để các tổ hợp 3 và Zuzbek-ME sớm có phương án đối phó và tấn công mục tiêu. Toàn bộ tổ hợp 3E được thiết kế trên khung gầm xe giã chiến bánh lốp MZKT-7930 để tăng khả năng cơ động, triển khai và thu hồi. Một tổ hợp 3E có 4 xe phóng, 4 xe tiếp đạn và 2 xe chỉ huy hỗ trợ. Trong đó, mỗi xe phóng trang bị 8 đạn tên lửa KH-35UE, tức là mỗi tổ hợp có 32 đạn trong trạng thái chuông reo là bắn. Đây là tổ hợp tên lửa bờ đầu tiên của Nga dùng đạn diệt hạm cỡ nhỏ, bay cận âm, quỹ đạo bay phức tạp so với các tên lửa siêu âm to lớn. Giới chuyên gia đánh giá, sự nguy hiểm của tên lửa KH-35 không nằm ở tốc độ và quỹ đạo, mà là số lượng đạn có thể sử dụng để tấn công đồng thời. Mỗi tổ hợp 3 có thể khai hỏa tối đa 32 đạn tên lửa gần như cùng lúc. Việc đối phó với số lượng lớn tên lửa tấn công tiếp cận như vậy sẽ khiến mọi hệ thống phòng thủ trên hạm bị quá tải. Với chi phí mỗi đạn tên lửa chỉ khoảng 500.000 đô, việc tiêu tốn vài triệu đô để tiễn các chiến hạm hạng nặng xuống đáy biển vốn có giá trị vài trăm triệu đô tới hàng tỷ đô là cuộc chơi bất đối xứng. Những thông tin rất hay, và nếu nghe qua, tôi tin ai cũng mong Việt Nam sẽ sở hữu 3E. Dù vậy, phải tái khẳng định rằng Hải quân Việt Nam đã công khai toàn bộ khí tài của lực lượng tên lửa bờ biển trong các cuộc diễu duyệt binh ở Cam Ranh và trong các năm qua thông qua nhiều hình thức bao gồm Lữ đoàn 679 được trang bị các tổ hợp tên lửa bờ tầm xa 4K44 Redoubt. Lữ đoàn 680 được trang bị tổ hợp tên lửa bờ tầm gần 4K51 Roosevelt. Lữ đoàn 681 và 682 được trang bị tổ hợp tên lửa bờ tầm xa tốc độ siêu âm K300P Bastion P và lữ đoàn 685
được trang bị tổ hợp rocket đất đối đất Ischab Akula có tầm bắn lần lượt là 150 km và 40 km. Trong số các trang bị trên, tổ hợp 4K44 và 4K51 là tương đối lạc hậu, được viện trợ từ thời Liên Xô. Đặc biệt, 4K51 trang bị tên lửa P-15 Termit có tốc độ bay chậm, quỹ đạo bay đơn giản, được coi là dễ bị đánh chặn. Cho nên, nhiều năm qua, các bên liên tục đồn đoán rằng Việt Nam có thể sẽ mua tổ hợp tên lửa M3E để thay thế dần 4K51. Thế nhưng, sự xuất hiện của VCM-01 cũng như phiên bản tên lửa đối đối hải thì coi như Việt Nam đã tự tạo cho mình một phương án tên lửa bờ tầm gần đến tầm trung có thể thay thế luôn cả vai trò của tên lửa bờ 4K51 vốn đã bị coi là lỗi thời. Trong bài viết trên Sputnik cũng đã có lời khen về phiên bản tên lửa bờ của Việt Nam và rằng chúng sẽ phù hợp với chiến thuật đánh du kích. Nhìn chung, báo chí cũng như chuyên gia Nga ngoại trừ một vài nhầm lẫn, họ không bày tỏ phản ứng gay gắt việc Việt Nam sao chép có phép hay là không phép như là Trung Quốc, thay vào đó lại còn hoan hỉ vì họ tin rằng dù có thế nào vẫn sẽ có những thành phần linh kiện Việt Nam có thể phải nhập khẩu trong tương lai. Thực ra, điều này là đúng, Việt Nam vẫn sẽ là khách hàng của vũ khí Nga trong nhiều năm tới, khi còn quá nhiều thứ chúng ta chưa thể tự chủ được. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.